Cái này nó vừa công nha các bạn. Cái này bán cây theo kiểu làm biến trồng à. Trời ơi, cái cây này giảm giá thực 4-5 lần gì đó các bạn ơi. 4 lần. Lịch sử luôn, lịch sử bán cây luôn. Cây này giảm giá 4 lần. Lần này lần thứ tư nữa các bạn. Khiếp thiệt. Bán cỡ vậy mà nhiều khi anh em còn chưa mua nổi, thấy ghê chưa? Google công luôn nè, cây này hoành 50 mấy này, cây này nó cái thân thì nó bề ngang thì nó hơi dẹp thôi, nhưng mà cái đế nó có duyên lắm. Cái dứt xanh cái này là coi như không tính, không, nó cuốn qua chuyện bình thường nè. Cây này nhìn nó có duyên ở ngoài, có duyên không ạ? Biết anh em nhìn sao? Nu, nu công, nu hạt. Tần sức nu thì nó không có bằng mấy cây nu thường chủng nha. Nó có chốt cành này luôn nè bạn. Cây này thầy chứ tại nước nôi rồi khó khăn là biến trồng mới bán theo giá này thôi, chứ bán cây mà mình cảm thấy tiếc luôn các bạn. Gò công nha các bạn, giảm giá lần thứ tư, anh em nào cứ mua được ủng hộ. Cái clip này nếu bạn coi không được các bạn vô cái clip cũ á, quay 3-4 clip luôn, mình xóa một số clip. Gò công nha các bạn, là mua về chơi ủng hộ. Cây này mình bao sống luôn nha, bao sống toàn quốc luôn. Cây này đang khỏe mạnh, mới bứng được khoảng 4-5 bữa gì rồi. Mai Diễm Thị thì bứng khoảng để 10 ngày trong mát cũng không sao hết. Trồng nó mới chắc. Cây mà bạn bứng lên mà bạn trồng liền là không có chắc cứu. Cái mai vàng cũng gì nè, mai vàng bạn để khoảng 7 ngày á, 7-10 ngày á bạn trồng mới ngon, chứ bạn đem ra trồng liền là coi chừng cây nó thúi rễ ngộ vậy đó. Rồi công nha các bạn.